sục rắc ca na ta ya pi sa ne na sa ban ya si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sùng quy sục rắc ca na tha ya pi sa ra nê na sa bần chết si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính cung thỉnh ngài Trí Đức, con kính dâng mít đến ngài để ngài truyền tam quy và ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Thầy. Kính lễ thượng tổ Quán Không, kính lễ đến Đức Phật Sàn. Xin chào cô tu nữ Như Pháp, xin chào Sĩ Mít Ta, Sĩ Thi An Lạc, Sĩ Quán Mộng, Quân Châu Phan, Sĩ Thông A Hồng Mai, Sĩ Kim, Đạo Hữu Hoa Hương Dương, Quỳnh học Pháp trọn đời. Âm thanh nghe rõ liên tục mà. Sa thủ chứ không mà. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa nâng ca cha mi, con đem hai lòng thành kính xin quy y Phật. Đồng mong sa nâng ca cha mi, con đem hai lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn căng sẵn năng gạch chá hò mi, con nếm hết lòng thành kính xin quy tăng. Đuổi tì âm bi bụt đăng sẵn năng gạch chá hò mi, con nếm hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đuổi tì âm bi đấm măng sẵn năng gạch chá hò mi, con nếm hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đức Thế Âm bi sanh thân thành những cái chư hàm mi, con nên mới lòng thành tịnh xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Thế Âm bi Bụt đăng thành những cái chư hàm mi, con nên mới lòng thành tịnh xin quy Phật lần thứ ba. Tạ Thế Âm bi Đấm Mân thành những cái chư hàm mi, con nên mới lòng thành tịnh xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ Thế Âm bi sanh thân thành những gạch chư hàm mi, con nên mới lòng thành tịnh xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thằng sa ra năng gạch chư hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thâm mạng sa ra năng gạch chư hàm mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sẵn khẳng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đu ti dầm bi bút thăng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đu ti dầm bi thâm măng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sẵn khẳng xa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi uất thằng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm bi thâm mạng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Ta ti dầm bi sanh khẳng sa ra năng gạch cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Ti sa ra năng ni thi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phạm tê, và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mình đi so với thằng samadhi yami
Con xin có những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. À, đinh na đa na về là mình đi to bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp tà mê sumit cha cha ra về là mình đi to bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da về là mình đi sau bức năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối su ra mê ra ya ma cha pa ma da tha na về là mình đi sau bức năng sa ma đi dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa suy nghĩ uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cõi tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cõi tránh xa sự tà hạnh mu sa wa da quê ra ma ni sức ca ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cõi tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mắt chấp ba ma đắc tha na quê ra ma ni sức kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là tôi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. I ma ni ban cha sức kha ba đa ni sa thu căng ca tua ngập ba ma đê na ni cha ca lăng sa ma rắc thì tập bằng chư Phật tử sau khi thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi phải ráng phải di hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. À, ma phàn tê và dạ, chúng con xin vâng. Thì lê na su ca tinh doanh tị si lê na phu ca sâm bát đai si lê na ni phu tinh doanh tị ta mai si lăng quỷ số thát dê cho chúng sinh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dự giới. Bởi cho thấy cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhơ. Sa thú lành thai. Và con xin đọc phần sám hối Phật bảo Pháp bảo và Tăng bảo. Uttamang ghe na hoàng đề hăng ba đa bằng sung. Qua rốt ta mang bút thể vô ca lý tô đô sô bút thô. Kama tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo cứu xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hàng tâm mạnh chế đu vi thăng qua rằng thăm mê vô ca li tô đô sô thăm mô kama tu tăng ma mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng Phật bảo là Pháp học và Pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Pháp bảo, cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hàng sang khanh cha đu vi thốt tam ăn. Sang kề vô kha li tô đô sô sang khô kha ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng bích đến ngài
để Ngài chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Tất sĩ thu sa rì phụ tô chạy đạc khí nê hoa mặn xê mộc gà la nô phụ rà tô bí đạc tạc tá dân bạch chí mê mạ mạ a năn rô kỳ nà sạc hoa chá tùn đi xa sa mần ta lô ká ba la trịnh đá đê hoa sắc râm mạ kai tê sang a nú pha quê nà sập bê phá giao văn đá hoa nê ca an tá ra gia phì vi nà san tu a xê Sa tôn Đức Phật ngự trên đầu với mặt xá lợi Phật với trái kiền liên hầu trước mặt là tâm tạng sau lưng a nan chầu bốn phương a la hán đế thích lẫn phạm thiên do a lực pháp màu hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại tất cả đều lo âu xin được mau tiêu diệt Phật quần tu thêm tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người. Hai Akasattha chappamattha devanaga mattika punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanam Akasattha chappamattha devanaga mattika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu Akasattha chappamattha devanaga mattika bốn nhân nô anh nô mô đành tu chi rằng rất cảnh tu nhà ta vô a ca sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anh nô mô đành tu chi rằng tu ba bi nô a ca sát tha chấp phum mắt tha đề hoa na ga mất thi ca bốn nhân nô anh nô mô đành tu chi rằng rất cảnh tu nô sa đà chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh quan hỷ phước đều chúng con hộ trì phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh văn kinh chi cu sa la cam mang cấp tất bằng thi ri dân ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng các tăng ye sát ta san ni no a ti ye cha sát ta san ni no các tăng quân nhã phá lăng mây hằng sắc bê pha vi phá hoàn tu tề ye tăng các tăng su quy đi tăng định năng bồn nhà phá lăng má già về cha ta tha na cha nan ti đề hoa gan toàn như vừa đã dùng sắp bề lô cầm hi về sắp ta đi quan ta ha ra hệ tu ca má nôn nhàn phô cha nàng sắp bề la phạm tu má má về ta xa ti phước căn con ta tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẫu nên đều là phước báo vững bền có thể giúp chúng độ lên thiên đàng cung trời đau lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi ưởng dân ban chúng sức hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đền hầu mạch ngay có người làm phước được rài lại đem hồi hưởng hiện nay khắc cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cũng dược qua tâm thực phẩm mùi hương thọ lòng
Y đàng vô nhà tì năng hồ tu su ký tàn hồn tu nhà tà vô. Nguyện thân nhân quá vạn thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đàng quá ta mê buồn nhàn ở xa quắc cái già và hàng hồ tu. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là một duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Phước báo trong sạch mà con đã làm đây, con kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã truyền tâm quy ngũ giới cũng như chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ. Giờ đây phước báo nào chúng con tạo ra được, chúng con kính dâng đến Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà quý cô tu nữ. Dạ. Con cũng chia phước này đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên cho tất cả quý ngài luôn được an vui trong đời sống phạm hạnh, bồ đề tâm kiên cố, sớm thành tựu đạo quả giải thoát. Dạ. Tất cả quý vị trong đạo tràng cũng luôn được an vui tiến qua trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Dạ dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con kính dân mít trở lại cho Ngài Thị Đức để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sân Thầy Giá. Ai kinh lễ thân tổ quan không, ai nhận được phước sang. Chào cô tu nữ Như Pháp. Hôm nay Huynh Châu cả ăn vui không ạ? Rồi Sức Quang Thanh, Sức Kim Nhung sức khỏe ổn định không ạ? Còn Sức Kim ha, hình như nghe hai lần cái phần hướng á. Sĩ Kim cũng nhớ ha. Y đăng vô nhà tì năng hồn tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Mất cái phần sau. Sĩ Kim chỉ đọc y đăng vô nhà tì năng hồn tu. Rồi. Còn ở phần sau không nghe gì nữa hết. Hình như nghe hai lần như vậy. Vừa rồi Sĩ Mê Ta. Vừa rồi Sĩ Mê Ta đọc rất là rõ ràng ha. Cái phần hồi hướng á, cho thân bằng quyến thuộc á, thì Sĩ Mê Ta đọc rất là rõ. Sĩ Kim chú ý ha. Rồi, hôm nay chúng ta học câu Phật ngôn 125. Nhưng mà khi nãy đi ra bị rớt bài, đi ra ngoài vô thì mất cái bài học rồi. Vinacopy thì xin đưa bài học lên ha. Trước khi bước vào càng, xin phép được tán dương Đức Tam Bảo. Bụt hệ si ở rằng tất hà gà tổ lô cú tâm mô thóc bá gà rù hí chệt thác bồ lô gà sá sá thài chá ná đầm mắc bồ quý đồ vần đà má hành tầng ná rá bù. Chá này giác gần lai ngày bậc trí thức tổ sánh bằng thoát ly phiền não trói trăng tổ thượng giáo chủ kỹ năng vô lượng từ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương thoát trần. Con xin đã lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ quý giá tác sát sát thu nô lô ca nó mình thá sá quý nà khá rô phô sáp bành nhu quýt thấp bất tí phụ tí sành nhá tô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Cái này giác cần pháp bảo quý như ánh vàng như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm lạc dũng sinh đầy do Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số cái tá sát sao quốc bồ xích thờ xúc tà mồ quá ra thầm mất xích các bồ niềm đà bất sân xà đi hà nà đá rồ quá rồ hoành đà má hành tầng đá ra phù. Cái này giác cần tăng bảo thinh văn Phật đà tâm học mong rõ đem mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần, xa lìa thể pháp, phàm nhân ai bị.
Con xin đảnh lễ tăng hy sáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ratana thaya te che na sách tha mê e thu vã tha năng ta sa vi a nu pha về na sa ha sa ye na sách chật tu. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 125. À, vị nào có copy không? À, có đưa bài học lên chưa? Bây giờ chúng ta hãy nhìn vô sách ha. Thì, hồi nãy bị rất bạn, mấy ngày hôm nay mưa gió rồi mấy cây cao nó ngã đứt dây điện rồi chỉnh sửa đã mấy ngày thì cũng tạm ổn ổn chứ cũng chưa có được ổn lắm, thì quý vị có thông cảm ha. Thôi bây giờ nhìn bộ sách vở nha, chứ bây giờ không có đưa bài học lên được. Yo abhadotthasanarasadut sati yo abhadotthasanarasadutsati yo abhadotthasanarasadutsati. Câu đầu tiên ha, chúng tôi đã đọc ba lần. Bây giờ vô câu số hai. Sotthasapo pasanangganassa sotthasapo pasanangganassa sotthasapo pasanangganassa. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu một câu hai. À, quý vị không thấy trên màn hình nhưng mà trong sách vở hoặc là kinh có đưa bài lên hai ba lần, chắc quý vị cũng đã copy ha. Nếu copy thì đưa lên trên màn hình để chúng ta thấy rõ hơn. Còn không thì quý vị lật sách vở. Bây giờ ôn lại câu 1, câu 2 ha. Yo abhadotthasanarasadutsatisutthasapobhasanangganassa yo abhadot Thasa-po-sa-sa-anang-ga-na-sa. À, đây là một bài học khó. Rồi, sa-tu-sa-tu, sa-tu-sa-kim-nhung. Rồi bây giờ chúng tôi copy lại, bây giờ chữ nó lớn chút cho quý vị thấy rõ ha. Rồi, sao không rơi lên được ha? Alo, quý vị thấy rõ không? Ồ, cũng có một cái sự cảnh báo, tức là không cho đưa lên. À, quý vị chờ chút nha. Rồi, bây giờ copy được nguyên bài rồi. Sa thú, cô tu nữ như pháp. Rồi, bây giờ quý vị nhìn lên thấy rõ ràng nè. Yo abhadotthasanarasadusatisutthasapobhasanangganassa. Câu 1, câu 2 ha. Còn lại nè. Yo abhadotthasanarasadusatisutthasapobhasanangganassa.
Thasanarasadusatisuthasabosasanangganasa. Thêm lần nữa hai câu này. Yo appadothasanarasadusatisuthasabosasanangganasa. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4. Táp mê quá ba lăng bắt chê tí ba băng. Táp mê quá ba lăng bắt chê tí ba băng. Táp mê quá ba lăng bắt chê tí ba băng. Và câu cuối cùng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá thích tô. Nếu mà chữ tăng mà đi chung với chữ quá thì mất đi chữ cái nút rồi ha, mất đi dấu chấm. Bát tí hòa tầm quá chứ không phải hòa tăng ha. Còn nếu mà có dấu chấm như vậy thì chữ quá nó đứng rồi, phải chỉnh lại chỗ này chút, quý vị chờ chút nha. Quý vị chờ chút. Rồi bây giờ quý vị coi lại nè, câu cuối cùng này. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá thích tô. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4. Tam mê quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Tam mê quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Tam mê quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ôn lại từ trên xuống dưới ha. Rồi câu số 4 quý vị chỉnh chưa? Nhớ nếu mà M có dấu chấm thì nó đứng rồi. Còn nếu mà không có dấu chấm thì chữ quá nó dính chung vô. Và chúng ta đọc là bát tí hòa tầm quá. Còn nó rời ra thì bát tí hòa tăng quá khít tồ. Rồi bây giờ chúng ta đưa lên bài học và chúng ta xin ôn lại ha. Đó. Yo appadothasana rasadosatisuthasa bodhasa ananganasa thamme quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Cái gì vậy? Ai đọc lại ha. Yo appadothasana rasadosatisuthasa bodhasa thamme quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Cái cuối câu số 2 nó là một đoạn âm, cho nên quý vị đọc mệt nghỉ, cái chỗ nào trường âm thì dừng, còn quý vị hơi dài thì đọc luôn một hơi ha. Đọc lại. Yo appadothasana rasadosatisuthasa bodhasa ananganasa thamme quá ba lần bát chê tí ba bằng. Sukhu mô ra chô bát tí hòa tăng quá khích tô. Rồi bây giờ
qua giọng kể. Chúng ta cố gắng đọc một lần hai câu ha. À, đây cũng là một giọng kể hơi khó chứ không phải dễ. À, chúng ta xin đọc trước. Yo ambadutasa na rasadun sati sun thasa bo satsa anang ganansa tame wabalang ban ke tiba bang sukumo racho batiwatang wakito yo ambadutasa Sanaran sadu sati sun thai sapo sat sa anang ganan sa tame wabalang madke tiba bang sukumo ra cho bạch qua tăng qua kinh tồn. À, đọc lại lần nữa. Yo ambadun than sanaran sadusati sun thai sapo san sa anang ganan sa tame wabalang banche tiba bang sukumo ra cho batiwatang wakinto. Hai người không ác tâm, người thanh tịnh không uế tội ác, mấy kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Rồi bài học này khó quá, cho nên thấy có hai bàn tay đưa lên của Sik Meta và Sik Kim. Rồi bây giờ mời Sik Meta trước. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Sang Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con thấy hôm nay cái bài này nó trắc trắc hoài, nó khó đọc quá mà nó cũng khó kệ nữa, nhưng mà con cố gắng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 125. Yo abbadutta sanara sadu sati sut tat sabo sat sa anang ganat sa tame wa balang bat che ti ba bang su khu mo ra cho ba ti wa tang wa khit to. Và con xin phân tích. Yo trường âm thông thường, ab trường âm nhấn, ba đoạn âm, đút tháp là hai trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, rát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sút tháp hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, sáp trường âm nhấn, xá đoạn âm, á đoạn âm, năng trường âm nhấn, ga đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm. Yo ba đu tha ta na ra sa đu sa ti su tha sa bồ sa sa a năng ga nát sa. Và con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Tá đoạn âm mê trường âm thông thường, hòa đoạn âm, ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo nguyên âm, bắt trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo dòng nguyên, xú đoạn âm, khú đoạn âm, mô trường âm thông thường, rá đoạn âm, chô trường âm thông thường, bá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, khích trường âm nhấn, tô trường âm thông thường. Ta mê qua ba lăng bát chê tí ba bằng số khu mô ra chô ba tí qua tăng qua khích tô. Và con đọc lại toàn bài. Vô áp
Hãy người không tâm, người thanh tịnh, không quế, tội ác đến kẻ ngu, như ngược gió tung bụi. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo abbadu thật xa na rạch xa đuột xa ti suốt thật xa bồ rạch xa năng ga nạch xa ta mê hoa bang bạc chê tì ba băng số khu mô ra chỗ ba ti qua tăng quá khích tô. Dạ con đã đọc xong và kệ xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con kính mời cô Kim ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Gà Giá. Con xin kính chào Phật Pháp Tăng các sư, sư Trí Đức, sư Phước Sang, sư Quán Không, các sư và các cô tư nữ và cùng quý vị Phật tử. Quý vị nghe rõ không? 1, 2, 3, ba người nghe rõ vậy tốt rồi. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 122. Con cảm ơn sư đã đưa bài lên. Con không có dòm trong máy đâu, đại diện cái chữ nó nhỏ lắm, con già lắm rồi, con đọc không có rõ đâu. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 125. Yo apadukthasanarasadukthasabodhasananganasatamewabalangbacchetibabangsukumoracchobattiwatangwakitto. Yo apadukthasanarasadukthasisukthasabodhasanangganasatamewabalangbacchetibabangsukumoracchobattiwatangwakitto. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo trường âm thông thường, ap trường âm nhắn, ba đoạn âm, dukthas hai trường âm nhắn, sa na hai đoạn âm, ras trường âm nhắn, xá đoạn âm, đúc trường âm nhắn, xá tí hai đoạn âm. Câu số 2, xúc thát hai trường âm nhắn, xá đoạn âm, bồ trường âm thông thường, xá trường âm nhắn, xá á hai đoạn âm, năm trường âm nhắn, gá đoạn âm, nát trường âm nhắn, xá đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Yoduk sat yo apaduk thasanaras saduk sati suk thasabo sasanam yanas satame wabalan bak che ti ba bang sukumo rayo bak ti wa tang wakitto. Phân tích câu số 3. Tá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tắt trường âm nhắn, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuốn cùi hai câu cuối cùng, xú khú hai đoạn âm, mô trường âm thông thường, rá đoạn âm, chô trường âm thông thường, bá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
quá đoạn âm khít, trường âm ngắn tô, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ta mê quá bà lăng bắt chê tí bà bằng chúc phú mồ ra dồ bắt đi hòa tăng quá khít tô. Yo apa duk thasana raksa duk sati suk thasa bo sasa anang yana sata me wa ba lang bak che pi ba bang chuku mo ra yo bak pi wa tang wa kipto. Yo apa duk thasana raksa duk sati suk thasa bo sasa anang yana sata me wa ba lang bak che pi ba bang chuku mo ra dồ bác tí hòa tặng quá kích tồ. Dồ á phá đục thát sa na rác sa đục sa tì sục thàn sa bố sa na năng gà nát sa. Tà mê hòa bà lăng bác chê tí bà bằng tức cú mô ra dồ bác tí hòa tặng quá kích tồ. Dồ á phá đục thát sa na rác sa đục sa tì sục sùng thát sa bố sát ana năng gia na sa ta mê wa ba lăng bát chê ti pa bằng sư cô mô ra cho bát đi hòa tăng hòa khi tô. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Rồi, thấy ba cái bông hướng dương dạng kè, chắc không có chuyện gì xảy ra. À, còn cảm ơn sư và các quý vị Hồng Mai, The Man, cho bông qua cùng vỗ tay, vỗ chân, còn cho trái cây ăn nữa. Nhưng mà không, con không biết con có sai không, xin sư chỉ cho con nghe sư. Bữa nay con dòm, con thấy nó tùm lum tùm la hết. Bữa nay ở chỗ con mưa gió bùng, bão bùng tùm lum luôn. Cây nó rớt cành xuống, thôi cũng phải ra cưa cây, bỏ nhỏ, bỏ trong thùng rác nè. Thôi con xin trả máy lại, và con cảm ơn các sư, các cô tư nữ và quý Phật tử đã nghe. Và không biết không trái ai, không biết phải Hồng Mai không nữa, không biết nữa. Dạ xin mời quý vị kế tiếp nha. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Quán Không, sư Phước Sang, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Kính chào toàn thể học toàn thể đạo tràng. Dạ cảm ơn chị Netta Kim Nhung, chị Kim và Quang Thanh cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin trả bài pháp cú số 125. Yo appaduttasana rasadusati sutthasapo sassa anangana satta me wa balang patje ti pa pang sukumo rajo pati wa tang wakito. Yo appaduttasana rasadusati sutthasapo sassa anangana satta me wa balang patje chế ti pa bằng su khu mô ra chô pa ti hòa tăng quá kít tô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Vô là trường âm thông thường, ấp là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, đút thát là hai trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, rát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, sút thát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, pô trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, năng trường âm nhấn, gá đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm. Yo appaduttasana rasadusati sutthasapo sassa ananganasa. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tách trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú khú hai đoạn âm, mô trường âm thông thường, rá đoạn âm,
Jo trường âm thông thường, Pa Tý hai đoạn âm, Qua trường âm thông thường, Tăng trường âm đọc theo nguyên âm, Quá đoạn âm, Khiếp trường âm nhất, Tô trường âm thông thường. Ta mê quá bà lăng bắt chê tí bà bằng su khu mô ra chô bắt tí hòa tăng quá khiếp tô. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 125. Yo appaduttasana rasadussatisuttasapo sasa arang nayat. Dạ con xin sáng hối, con xin đọc lại. Yo appaduttasana rasadussatisuttasapo sasa anangana satame wabalang pat jeti papang sukumo racho patiwa tangwakito. Yo appaduttasana Thasana rasa dusati sutasa po sasa anangana sata mewa balang pat jeti papang sukumo racho patiwa tangwa kito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụt. Đây là bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Yo appaduttasana rasadussati suttasappo sassanangganassa tameva balang paccetti papang sukhumo accho pativattang vakito. Yo appaduttasana rasadussati suttasapposassa ananganassa tamewabalang pacceti papang sukumuraccio patiwatang wakito. Dạ con đã đọc phân tích và kệ xong, có gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ con kính đi ơn sư trí đức và dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời Kim Nhung ạ. Dạ alo, alo, dạ lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ kính chào các anh chị trong đạo tràng ạ. Dạ đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ con xin đọc câu kệ ngôn số 125 ạ. Yo appaduttasana rasadussati sutta tha sa bồ sa sa anan gana sa ta mề quá bà lằng bách chề ti bà bằng su khu mồ ra trồ đi quần quá khít tổ dồ áp ba đu tha sa na ra sa đu sa ti su tha bồ sa anan gana sa ta mề quá bà lằng bách chề ti bà khu ra trồ bát ti hòa tặng qua khi tổ. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Yo là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đút thát là hai nhấn, ná, ná là hai đoạn âm, ras là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đút là trường âm hai đoạn âm, sút thát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, nát là nhấn, xá là đoạn âm. Yo appaduttasana rasadussati suttasa bodhassa ananggana sa. Câu hạ 3 4 ạ. Tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường,
Lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú khú là hai đoạn âm trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, bá tí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, qua là đoạn âm là trường âm nhấn, và tô là trường âm thông thường. Yo áp ba đu tha sa na ra sa đu sa ti su tha sa bồ sa sa a nan ga na sa ta mê qua bà lăng bách chê đề ti bằng u mồ ra chồ bát ti hòa tằng quá khít tổ hại không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, xin không cả. Dạ, con đã đọc và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Kính chào đại chúng. Và bây giờ con xin đọc kinh Pháp Cú và phân tích kinh Pháp Cú số Cảm ơn mẹ chị Mita. Bây giờ bài học cô chạy qua rồi. Kính chúc nắm mất bài học, xin quý vị cho bài học rồi ngài cũng đi. Cảm ơn Kim Dung. Đạo tràng còn nghe âm thanh của Thị Duyên không? Bài học chạy qua Thị Duyên kéo lại không được. Dạ, bây giờ đã thấy rồi câu Pháp Cú số 125. Yo áp bát đút tha sanatra sa đút sa ti sút tha sa bồ sa sa anan gat na sa ta mê quá ba lăng bát chê ti pa pang su khu mô ra chô bát ti quà tăng quá khít tô. Vô trường âm thông thường, áp trường âm nhấn, pa đoạn âm, đút trường âm nhấn, thác trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, rác trường âm nhấn, xá đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm, đoạn hai, sút trường âm nhấn, thát trường âm nhấn, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, sát ác hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, kết đoạn âm, nát trường âm nhấn, sát đoạn âm, tái đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, ba trường âm thông thường, lăng trường âm giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường,
băng trường âm giọng nguyên âm. Đoạn 4. Xú đoạn âm khú đoạn âm mô trường âm thông thường, trá đoạn âm chô trường âm thông thường, bá tí hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, tăng trường âm giọng nguyên âm, quá đoạn âm, khích trường âm nhấn, tô trường âm thường. Yo abadu tha sanatra sadu sati sut tha sabo sa sa anan gana satame qua ba lăng bát chê chi ba bằng su khu mô ra chô ba ti hòa tăng hòa khít tô hòa khít tô yô a ba đu tha sa na ra sa đu tha ti su tha sa bồ sa sa an nan ga na sa ta mê qua ba lăng bát chê chi ba bằng Sukhu mô ra chô bát ti hòa tăng hòa khít tô Yo abadutha sarara sadutsati. Bà này đoạn âm nhiều quá cho nên kệ. Hôm nay hơi khó, bây giờ xin đọc lại. Yo abadutha sarara sadutsati. Tassa bosasa anam ganatsa tameva palang bhakime bhak tameva palang bhakche tipabang sukumocho Bati hòa tăng hòa khít tô. Dạ, Thị Yên đã phân tích và kể xong. Và bây giờ đã không thấy tín hiệu. Chắc Quang Thanh mới đến. Dạ, cái đội Quang Thanh tiếp tục. Thị Yên xin xuống mic. Và... để nít ở đây tự nhiên cũng bận việc một chút. Dạ, kính mời Quang Thanh ạ. Dạ, con kính cảm ơn Duyên. Dạ, kính đỉnh lễ ba ngôi tam bảo ân đức Phật Đức Pháp và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Đại Đức Sư Phước Sang, Sư Quán Không và Sư Chân Tịnh, con kính lễ quý Sư Nhận Nhận Chọc, con kính lễ quý bà Cô Tư Nữ, con kính lễ Tư Nữ Như Pháp, Cô Tư Nữ Phúc Hạnh, Cô Tư Nữ Tuệ Duyên, và toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài câu pháp cú 120. Chưa ạ? Dạ, nhỏ lắm ạ. Không nghe được ạ? Dạ, bây giờ nghe được chưa? Cô Meta, dạ đạo tràng nghe được tiếng âm thanh của con không? Alo, alo ạ? Dạ, vâng, cảm ơn ạ. À, vâng. Và con xin đọc bài câu pháp cú 125. Rô tát sa na sát sa đu sa ti đu sút tát sa bồ sát sa a nang ga ga na sa tăng tăng mê hoa ba lăng đi ba bằng Sukhu mô ra chô ba ti hòa tăng hòa khít tô.
Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Yo là thường, áp là trường ân, nhấn bá là đoạn âm, đút là đút và tháp là hai trường âm, xá, ná là hai đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, sút là trường âm nhấn, tháp sốt thát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm thông, sát là trường âm nhấn, xá là xá, á là hai đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, rô á rô ba đu ta sa na ra sa ru sa ti su ta sa bo sa sa a nang ga na sa ba và câu 4. Tăng quê tăng mê qua ba lăng bách chế ti bà bằng su khu mô ra chô ba ti hòa tăng hoa khí tô. Tá. Tá là chưa, tá là đoạn. Tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường. Âm ba là trường âm thông thường, lăng là trường âm nguyên âm. Âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba băng ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú hú là hai đoạn âm, một là trường âm thông thường, đá là đọc bá, tí là hai đoạn âm, qua là trường âm thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đàn âm và trường âm thông thường. Dạ, con xin phép đọc lại toàn bài. Yo sanara sa ru sa thi su ta sa bu sa sa nang ga na sa ta me wa ba lang ba chê ti ba bằng su khu mô ra chô ba ti wa tăng wa khi tô. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bội. Đấy là của bản dịch Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con xin phép được kệ. Yo am du tat sa nat sa dun sa ti sun tat sa bo sa sát sa an ga sát nát sa ta mê qua ba lăng bách chê tì ba băng su khu mô ra chô ba tì qua tăng qua khi tô yo áp ba đút thát sa na rát sa đút sa tì sụt than sa bồ sát sa a nắng ga nát sa ta mê qua ba lăng bạch chê ti ba băng su khu mô ra chô ba ti qua tăng qua khi tô. Dạ, con đã đọc xong, con có sai thì mong ngài trí đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ, con mời Giang Nhật Hạ.
Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 125 ạ. Yo abhaduthasanarasadusati suthasabosat sasa ana anangannasatame vabalang bat chê tí bà bằng su khi mồ ra chồ ba tí và tằng quá khí tồ dô áp ba đút thát xá ná ráp xá đút xá tí suốt thát xá bồ sát xá á nàn gá nát xá. Dô là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, đút thát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ná là đoạn âm, rát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, xá tí là hai đoạn âm, suốt là trường âm nhấn, suốt thát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, bô là trường âm nhấn thông thường, sát là trường âm nhấn, xá á là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, gan là trường âm nhấn, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Yo abhaduthasana rasadusati sut thasabo sat sa anan gan nát chá. Câu 3 và câu 4. Ta mê vá bà lăng bát chê tí bà bằng su khi mồ ra chồ bát tí và tăng quá khí tô. Bô là trường âm thông thường, sát là... Con xin sám hối. Tá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là trường âm nhấn, sú khú là hai trường âm nhấn, mô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, bá tí là hai đoạn âm, va là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vá là trường âm nhấn, khít là đoạn trường âm, quá là đoạn âm, khít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Yo abhaduthasa narasa dusa ti suthasa bo sasa anan ganasa tame va ba lang bat che ti ba bang sukhi mo ra cho bat và tăng quá khít tô. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Đó là bản dịch của Ngài Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Yo abhaduthasana radusati suthasabho sasa anan ganasatame va ba lang ba che ti ba bang sukhi mora yo pati va tang va ki to. Dạ con đã đọc và con kể, con phân tích xong, con xin xuống bít sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin mời vị tiếp theo ạ.
Dạ xin lỗi, alo alo, mọi người có nghe rõ không ạ? À? Dạ, con cảm ơn cô Kim ạ. Rồi con xin đọc Yo apatu thasa narasa tu sati tu thasa posasa anangganasa tameva palang pacheti pacheti papang sukhumo racho pativatang vakito yo apatutasa narasa tusati sutasa po sasa sasa anang ga ganasa tapmeva papang paceti papang sukhumo racho pativatang vakito. Dạ con xin phân tích ạ. Yo là trường âm thông thường, áp là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, dut thas là hai trường âm nhấn, sa na là hai đoạn âm, ras là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, dut là trường âm nhấn, sa ti là hai đoạn âm, sut thas là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, bồ là trường âm thông thường, sa là trường âm nhấn, sa a là hai đoạn âm, năng là trường âm thông thường, năng là trường âm, gần là trường âm, nas là trường âm nhấn, sa là trường âm thông thường, sa là trường âm nhấn, đoạn âm, nas con xin sám hối ạ, nas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ta là trường âm là đoạn âm, ta là đoạn âm, me là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, pa là trường âm nhấn, che là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, sukhu là hai đoạn âm, mô là trường âm thường, ra là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, pa tí là hai đoạn âm và trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dạng nguyên âm, va là trường âm là đoạn âm, vá là đoạn âm, khi là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Dạ con xin đọc bài kệ. Yo apato tasanara satu sari sutasa pos sasa a nang ganasa tameva papam paceti papam sukomo
là chô pa ti va ta tang va khi tô. Dạ con xin đọc phần tiếng Việt ạ. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bài dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin hết và xin mời người tiếp theo. Và con xin, hồi nãy con quên đảnh lễ quý thầy, quý cô và đạo tràng. Dạ con xin cảm ơn mọi người. Và nếu mà có chỗ nào sai thì xin mời quý thầy cô và đạo tràng chỉ dẫn à. Dạ con xin nhận mic. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài câu pháp cú số 125. Yo appa duttassa narassa duttati suttassa bodhassa anangganassa tamme vabbalang bacche tibbang sukhumo rajo patti wa tang wakito. Con xin phân tích câu 1 và 2. Yo appatuttassa narassa dussati suttassa bodhassa anangganassa. Yo trường âm thông thường, app trường âm nhấn, ta đoạn âm, tut trường âm nhấn, thas trường âm nhấn, xá ná hai đoạn âm, ras trường âm nhấn, xá đoạn âm, dus trường âm nhấn, tí hai đoạn âm, sut trường âm nhấn, thas trường âm nhấn, xá đoạn âm, bô trường âm thông thường, sát trường âm nhấn, xá á hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, gá đoạn âm, nát trường âm nhấn, xá đoạn âm. Yo appatuttassa narassa dussati suttassa bodhassa anangganassa. Câu 3 và 4. Tamme vabbalang bacche tibbang sukhumo rajo patti wa tang vakito. Ta đoạn âm, mê trường âm thông thường, quả đoạn âm, ba trường âm thông thường, lăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bát trường âm nhấn, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, đoạn âm, khú đoạn âm, mô trường âm thông thường, rá đoạn âm, chô trường âm thông thường, bát tiếng hai đoạn âm, qua trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá đoạn âm, trường âm nhẫn, tô trường âm thông thường, ta mê quá ba lăng bát chê tí ba bằng su khu mô ra chô bát tí hoa tăng quá khít tô. Yô áp pa tút thát sá na rát sá đút sá tí sút thát hồ sá sá á nằm gát nát sá. Ta mê quá ba lăng bát chê tí ba bằng su khu mô ra chô bát tí hoa tăng quá khít tô. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không ế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi, của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo appa duttassa narassa dussati suttassa bodhassa anangganassa tamme vabbalang bacche tibbang sukhumoracho pati wa tang wa kinto. Yo ampa dun than sa na lan sa dun sa ti
Chúng tham sa phu san sa anan ga nan sa. Ta me pa lang tan je di pa pa. Sukumura chu pati wa tang wa kim tu. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp, con kính tri ân đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, không biết đạo tràng có nghe con không ạ? Dạ, cảm ơn Sít Quang Thanh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Quán Không, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu Pháp Cú số 125 ngày hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn Sít Quang Thanh. Yo appadut tatsana ratsadut satisut tatsabo satsa anangana satame wabalang batche tibabang suhumo racho patiwatang wakito. Yo appadut tatsana ratsadut satisut tatsabo satsa anangana satame wabalang batche Chê ti ba bằng su khu mô ra chô pa ti wa tăng wa khít tô. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Yô áp pa đút thát sa na rát sa đút sa ti sút thát sa bồ sát sa an nàn ga nát sa. Yô là trường âm thông thường. Áp là trường âm nhấn. Bá là đoạn âm. Đút thát là hai trường âm nhấn. Sá, ná là hai đoạn âm, ras là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, dus là trường âm nhấn, sa tí là hai đoạn âm, thut sat là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, bo là trường âm thông thường, sas là trường âm nhấn, sa á là hai đoạn âm, nan là trường âm nhấn, ga là đoạn âm, nas là trường âm nhấn, sa là đoạn âm. Yo appadut tatsana rasadut satisut tatsa bo satsa anan ganasa. Dạ, câu số 3 và câu số 4. Tamme wa balang batche ti ba bang suhu mo racho pati wa tang wa khitto. Ta là đoạn âm, me là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bách là trường âm nhấn, chê là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, khú là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, bá, tí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, khít là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Tâm tâm mê quá bà lăng bách chê tí bà bằng su khu mô ra chô bá tí hoa tăng quá khít tô. Dạ, con xin đọc lại ạ.
Yo appadut tassana rassadut satisut tassabo satsa ananganat satame wabalang batjeti abang sukumo racho bati watang wakito. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yo appaduthasaha narasadusati sutthasabosaha saananganasa tame wabalang bacheti babang sukhumuracho batiwatang wahito. Yo appaduthasaha narasadusati sutha sabosa saananganasa tame wabalang bacheti babang suhu moracho batiwatang wahito. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ cảm ơn cô Quang Thanh đã post bài. Dạ con thấy chắc là Xích Hà kế tiếp, tại vì bàn tay của cô tu nữ Tự Duyên thấy bị kẹt máy. Dạ con xin mời Xích Hà. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mai, Nam Mô Sàng Khai. Dạ con kính đảnh lễ ngài Chư Đức Chư Tôn Đức Tăng. Con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn anh Đường. Dạ con cảm ơn cô mời chờ tâm hiểu. Dạ cái máy của con biết con còn hai người nên con không biết mà con next. Dạ bây giờ để con đọc. Yo appaduthassa narassa dussati suthassa bosassa anangassa sattame wa balam bacheti papang sukhumo racho patiwatang wa kitto. Yo appaduthassa narassa dussati suthassa bosassa anaga anangassa tawe tame wa ba bang ba che ti ba bang sukumo racho pati wa tang wa kitto. Hai người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, con xin phân tích. Yo appaduthassa narassa dussati. Vô trường âm thông thường áp, trường âm nhấn, bá đoạn âm, đút trường âm nhấn, đút thát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xá ná hai đoạn âm, rát trường âm nhấn, xá đoạn âm, đút trường âm nhấn, xá tí hai đoạn âm. Vô áp ba đút thát xá na ra xá dussati suthassa bosassa anangassa sut trường âm nhấn, suthas hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, bồ trường âm thông thường, sas trường âm nhấn, xá đoạn âm, a xá ma xá á hai đoạn âm, nan trường âm nhấn, gá đoạn âm, nas trường âm nhấn, xá đoạn âm. Yo appaduthassa narassa dussati suthassa bosassa ananganassa tamme wa ba bằng ba che ti ba bằng bá đoạn âm, mê trường âm thông thường, quá đoạn âm, bà trường âm thông thường, lăng trường âm đặt theo dòng nguyên âm, bách trường âm nhấn, chề trường âm thông thường, tí đoạn âm, bà trường âm thông thường, băng trường âm đặt theo dòng nguyên âm, tam bề quá bà lăng, bách chề tí bà băng, xuống
số đoạn âm, số khú hai đoạn âm mô trường âm thông thường, giá đoạn âm châu trường âm thông thường, á tí hai đoạn âm hoa trường âm thông thường, tăng trường âm đập thời dạng nguyên âm, quá đoạn âm, kích trường âm nhấn tô trường âm thông thường, sư cô mồ ra trồ bát ti hòa tăng quá kích tổ ta mê quá bà bằng bát chế ti bà bằng sư cô mồ ra trồ bát ti hòa tăng quá kích tổ yo áp ba dus thassa na rassa dusati sutthassa bo sassa anangat nassa tamme wa ba bang patche ti ba bang sukhumo racho pati wang pati wa tang wakitto yo appa dus tassa navassa dusati sutthassa bo sassa anang ganassa tamme wa ba bang bát chế tí bà bằng sukhumo racho bati hòa tăng wakitto yo appa dustasa narasa dusati sutthasa bosasa anangasana anangasana tamme wa bà bằng bát chế tí bà bằng sukhumo racho bati hòa tăng wakitto. Người không ác tâm, người thanh tịnh khỏi tội ác đến cảnh ngu như ngược đó tâm định. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc, dạ con có sai, xin Hòa Thượng chỉnh sửa. Dạ Ngài chỉnh sửa cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con thấy cô Kim nói con đọc sai, dạ thôi cho con đọc thêm lần nữa, con không thấy ai đưa tay, dạ con xin đọc lại, để con đọc, con không biết, cái bài này cũng có. Dạ, đây con đọc lại. Dạ, cảm ơn cô Kim cho con biết con đọc sai, dạ con đọc lại. Yo appa dustassa narassa dusati sutthassa bosassa anang gas nassa tamme wa ba lang pacceti ba bang sukhumo racho pati pati wa tang wakitto. Yeah, con đọc thêm lần nữa nha, còn chưa thấy nó nhận nhuyễn. Yo appa dustassa thassa narassa dusati sutthassa bosassa anang ganassa tamme wa ba lang pacce ti ba bang sukhumo racho pati wa tang wakitto. Đọc lại nữa giỏi nè. Dạ con cảm ơn cô Kim đã chỉnh sửa cho con. Dạ con không biết sao con đọc cái chữ đó thành là bằng ta, nó phải là lăng. Dạ đúng, chính xác là vậy. Dạ con xin trao mic cho đạo trang. Alo, 123 123, quý vị nghe rõ không ạ? À, đây là một bài khó nhưng mà quý vị thể hiện rất là tốt. À, quý vị coi như càng khó cố gắng để vượt qua, vượt lên chính mình, đó là tự mình chiến thắng lấy mình ha. À, câu này rất là khó, đây qua giọng đọc của Sĩ Kha ha.
Quý vị thấy Chiếc Hà cũng là một người coi như đến đạo tràng cũng lâu rồi. À, nhưng mà tại sao những cái đoạn âm là kéo dài? Ví dụ như chữ Hát Xá nè, Rát Xá nè, Đút Xá Tí nè, rồi Xuất Hát Xá nè, Bồ Bát Xá nè, rồi Anh Năng Gá Ná Xá, hay kéo dài những đoạn âm đó làm cái gì vậy? Đoạn âm thì chúng ta phải đọc nhanh một chút chứ. Còn trường âm thì chúng ta kéo dài. Yo up badu thasana rasa do sati sut thasa bo basa anan ganas tamme wa ba lang bat che ti ba bang su khu mo ra cho bat ti wa tang wa ti to. À, Sikha đọc nghe những cái đoạn âm kéo dài, nhất là hai câu trên. Nhưng mà hôm nay sự tiến bộ, tức là chúng tôi hoan hỷ với Huynh Phong. À, Huynh Phong, quý vị thấy cái giọng đọc của Huynh Phong hơi lúng túng ở chỗ cái dấu chấm này. Chữ Anang Ganasa và chữ Tăng có dấu chấm. Chữ M có dấu chấm, chữ N có dấu chấm. Ở chỗ này là chỗ mà Huynh Phong mới đến với đạo tràng, hơi lúng túng chỗ này. Cho nên thấy rằng quý vị cứ mạnh dạn, cứ đọc đi. Đọc rồi mình mới thấy cái chỗ sai của mình. Và thấy sai tức là mình có cơ hội để chỉnh sửa. Sĩ Quang Thanh sức khỏe cũng không tốt nè. Nhưng mà cũng đưa tay lên đọc ha. Đó là một điều mà chúng ta coi như đừng có thấy khó mà chúng ta sợ. Khó chúng ta cố gắng để vượt qua những trở ngại đó thì chúng ta mới thành công được. Quý vị thấy học quy diệu pháp những cái câu Bali lì rất là khó, nhưng mà quý vị đọc trôi chảy. Đọc rất là trôi chảy. Nhưng mà ở đây quý vị thấy rằng với một câu Phật Pháp có như thế này mà quý vị đọc được, quý vị đọc được thì quý vị cảm thấy rằng hãnh diện chứ. Nhất là những người mới mới như Huynh Phong mà tới, thật sự ra những người đến lâu, cái vấn đề phân tích cái chuyện đó là chúng ta đến lâu chúng ta nắm bắt được, chúng ta phân tích thoải mái. Còn những người mới tới này, ví dụ như Huynh Phong ha, quý vị thấy rất là mạnh dạn, và chúng ta mới thì bảo đảm có sai, nhưng mà sai thì sửa. Tức là chúng ta phải thấy cái khổ trước này, và rồi mới tìm ra cái nguyên nhân của sự khổ. Chúng ta thấy khó cứ nhào vô, để rồi trong cái khó nó bỏ cái khôn. Quý vị mạnh dạn đưa tay là quý vị thành công. Quý vị đưa tay là quý vị thành công. Ở đây không phải là cái room chết mà chúng ta vô đây ngồi thiền. Chúng ta vô đây để rồi về pháp học, và trong pháp học đó có pháp hành. Chúng ta học và hành đi liền với nhau. Vì quý vị mạnh dạn đưa tay là bảo đảm vì đó giỏi thành công. Cho nên chúng tôi rất là hoan nghênh đối với Huynh Phong. Mặc dù mới nhưng mà cứ mạnh dạn là chúng ta thành công. Hồi nãy thấy có một cái vị cũng mới mới hành pháp ha, có đưa tay nhưng mà không thấy đọc. Bây giờ hạnh vi diệu pháp nè, rồi sa thú, tranh thủ nha, cho thời gian cũng còn bao nhiêu, rồi mời đạo hữu hạnh vi diệu pháp. Dạ con xin kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng ạ. Do con là người mới cho nên con nếu như nhờ sư và mọi người chỉnh sửa giùm con ạ. Vô áp
pa du tha sa na ra sa du sa ti yo. Con đọc qua rồi con muốn phân tích. Dạ con xin lỗi. Thu-tha-sa Bồ-sa-sa A-nang Gat-na-sa Tha-me-va Ba-lang Bát-che-ti Ba-bang Su-ku-mo Ra-yo Ba-ti-va Ba ti va tâm va khi tô. Con xin đọc và phân tích. Yo appa dutta sa na rasa dutta thì yo là trường âm thông thường, app là trường âm nhấn, pa đoạn âm, dutta là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, na là đoạn âm, ra là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, sa đoạn âm, tí là trường âm thông thường. As con dạ đúng hình như là vậy. Sút tha là hai trường âm nhấn, sát đoạn âm, bô là trường âm thông thường, sát là đoạn sát là đoạn âm, sát là sát bô sát sát bô là trường âm thông thường, sa là đúng rồi, sa là đoạn âm, a là đoạn âm, năng là ga, na là hai trường âm nhấn, sa là trường âm, ta mê va là tha là đoạn âm, tha là trừa đoạn âm, mê là trường âm, vá là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lam là trường âm nhấn, bát là trường âm nhấn, chê là trường âm, tí là đoạn âm, ba là trường âm, băng là trường âm nhấn, su khu là hai đoạn âm, mô là trường âm, ra là đoạn âm, vô là trường âm, bắt thi là hai đoạn âm, vá con xin đọc va là trường âm, tam là trường âm đọc với giọng nguyên âm, va vá là đoạn âm, khi là trường âm nhấn, tô là trường âm thông thường. Con xin đọc lại toàn bài, chắc sai hơi bị nhiều. Yo appa dutta sa na rasa dutta thi sutta sa bo sa sa ananga na sa tha me va ba lang ba lang ba se ti ba bang su khu mo ra yo ba ti va tang va khi to. Dạ con xin đọc phần tiếng Việt ạ. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin xuống mít ạ. Nhờ
đạo tràng và nhờ sư Chí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm con ạ. Dạ, mô Phật. Alo, mọi người có nghe rõ con rõ không ạ? Dạ, lần đầu tiên cầm mic nên con không biết là được hay không đấy. Dạ, con xin kính chào quý sư, quý cô tu nữ và mọi người trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kinh pháp cú 125. Yo appadutpasta narasta dusati sutthasta bosassa anang ganasta tamewa balang pasuti papang sukhuk morejo patikwatang kwakito. Dạ, con xin phân tích là vô là trường âm thông thường, ap là trường âm nhấn, pa là đoạn âm, dutthas là hai trường âm nhấn, sa là đoạn âm, na là trường âm nhấn, đoạn âm na là đoạn âm, ras là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, dut là trường âm nhấn, sat tí là hai đoạn âm, sut là trường âm nhấn, thas là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, ô là hai là trường âm thông thường, sát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, á là đoạn âm, năng cái năng này là con không biết là trường âm nhấn hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Xin mong quý đạo tràng và sư Trí Đức chỉ cho con ạ. Gá là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm, phá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, khóa là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tát là trường âm nhấn, C là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, suốt khu là hai đoạn âm, mô là trường âm thông thường, rá là đoạn âm, chô là trường âm thông thường, tá tí là hai đoạn âm, qua là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là đoạn âm, khít là trường âm nhấn, và tô là trường âm thông thường ạ. Dạ, con xin đọc lại bằng ngưng bài. Yo apat su nutasta narasta dusati sutasta pusasta anang ganasta amepwa balang pasiti bapang sukup morejo patikwatang wakito. Dạ, hai người không ác tâm, người thanh tịnh không uế tội ác đến kẻ ngu, như ngược gió tung bụi. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, thôi con xin nhận mic lại ạ. Sa thủ Huỳnh Hạnh Pháp ha. Quý vị mới nhưng mà có người chỉ theo dõi nắm bắt rất là nhanh
thấy có dấu chấm mà thắc mắc. Nó thuộc về trường âm đọc theo giọng nguyên âm hay là nó đọc theo trường âm nhấn? Thì chị Nanh vừa rồi á, là trường âm nhấn. À, chị Nanh câu số 2 hả? À, tức là Sutthasabhosasananganasa. À, thì chữ Nanh đó là trường âm nhấn. Lý do tại sao gọi là trường âm nhấn? Bởi vì cái nguyên âm á nó đứng trước hai phụ âm, tức là chữ N và chữ R. À, cho nên chữ này chúng ta phải đọc là Nanh. À, Ananganas. À, thì đây là một trường âm nhấn. À, khi nãy Huynh Phong cũng thắc mắc chỗ này. À, chữ Nanh này. Rồi, bây giờ quý vị mới á, thì quý vị chỉ cần phân biệt trường âm và đoạn âm để cái giọng đọc của chúng ta nó ổn định. À, chứ Huynh hành pháp mà đọc cái kiểu này giống như đọc tiếng Tây ha, giống như đọc tiếng Pháp vậy. À, thì chúng ta đọc để phân tích, à, nó là trường âm hay là đoạn âm. Ví dụ chữ vô là trường âm, ốc là trường âm, ba là đoạn âm, rút là trường âm, hát là trường âm, xa là đoạn âm, ná là đoạn âm, rác là trường âm, xa là đoạn âm, đốt là trường âm, sa tí là hai đoạn âm. Quý vị chỉ cần phân tích như vậy. À, quý vị phân tích như vậy thì cái giọng đọc của chúng ta vô ấp ba đốt tha sa na ra sa đốt sa tí. À, tức là chúng ta phân biệt trường âm và đoạn âm. À, rồi từ từ khi nào á, lâu lâu rồi khi đó quý vị mới thấy, à, đây là trường âm long thường, đây là trường âm nhấn, đây là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. À, quý vị mới, à, trên tinh thần học hỏi, quý vị lên cho biết đây là trường âm, đây là đoạn âm là đủ rồi. Để khi mà đọc á, thì quý vị đọc trường âm ra trường âm, đoạn âm ra đoạn âm ha. À, như vậy cho nó nhanh. Rồi, thôi bây giờ chúng ta đi vào cái phần tự vấn. Đọc thì chúng ta phải hiểu cái nghĩa, mà tự vấn thì chúng ta sẽ lướt qua cho nó nhanh. Bởi vì hôm nay Sức Như Quang cũng có. Rồi, cô tu nữ Hiệu Pháp cũng không có. Thì bây giờ chúng ta lướt qua phần tự vấn ha. Vô, à, câu đầu tiên nè. Vô ấp bát đốt tha sa na ra sa đốt sa ti. Chữ vô là người nào ha? Ấp bát đốt tha sa. Ấp bát đốt tha sa thì chúng ta thấy á ở phía trước. À, đó là một tiếp đầu ngữ. Á có nghĩa là không. À, Baduthasa do cái từ Badutha. À, và căn ngữ của chữ đút này có nghĩa là tệ hại, hư hại. Vậy thì Badutha có nghĩa là bị ô nhiễm. À, bị ô nhiễm. Abaduthasa có nghĩa là đến người không bị ô nhiễm. Người Abaduthasa đến với người không bị ô nhiễm. Rồi cái từ thứ ba, Narasa. Narasa do chữ Nara. Nara là một danh từ nam tính ha. Akranta Kumlinga. Nhưng mà ở đây Narasa tức là đến với cái người nam. Đến với người nam cái chuyện gì? Dusati. Dusati là bôi nhọ, xâm phạm, trở nên xấu đi. À, đây là một động từ suy đốt sạch đi, trở nên xấu đi, bôi nhỏ hay là xâm phạm. Rồi bây giờ qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Sutthasabhosasananganasa. Sutthasabhosasananganasa thì cái chữ Sutthasa do từ Sutha. À, do từ Sutha.
tức là đến với người trong sạch, đến với người trong sạch, đến với người thanh tịnh, chữ xuất tha ha. Rồi Bồ Sát Sa, chữ Bồ Sát Sa này cũng là người nữa, cũng giống như chữ Nara là Bồ Sát Sa, tức là người nam ha. Rồi Anangganasa thì chúng ta thấy từ ngữ anh là phía trước cũng có nghĩa là không, và Angana nó là một danh từ nam tính, có nghĩa là vết nhơ, chấm đen, tỳ vết, và ở đây được chia theo chỉ định cách số ít. Anangganasa đến người không vết nhơ, đến người không có tỳ vết. Vậy thì câu 1, câu 2 này cho chúng ta ý nghĩa Yo appadutthasana rasadutthasa bodhasa ananganasa. Cái nào bôi nhọ người không bị ô nhiễm, người trong sạch, không có vết nhơ. Rồi bây giờ hai câu sau sẽ cho chúng ta ý nghĩa ha. Hai câu sau, bôi nhọ người ta thì mình được cái gì? Đây là câu trả lời. Tam mèo quá ba lần bắt chê tí ba bằng su khu mô ra trù bắt tí hòa tăng quá thiết tù. Câu cuối cùng, hai câu. Tam mèo quá ba lần bắt chê tí ba bằng su khu mô ra trù bắt tí hòa tăng quá thiết tù. Chữ mê quá tức là do chữ tăng cộng với e quá, chỉ tăng có nghĩa là cái đó, điều đó, và e quá là tương tự, tương tự cái đó, điều đó, tâm mê quá. Rồi sao? Ba lăng do từ ba lá, akrantapumlinga, tức là đây là một danh từ nam tính, ba lá. Được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giao pháp thi e có quá trà na, cho nên ba lá biến thành ba lăng là kẻ ngu. Kẻ ngu làm gì? Bách chê tỷ. Bách chê tỷ có nghĩa là quay về, một cái động từ số ít ha. Trở lại hay là chút lấy. Quay về, trở lại hay là chút lấy. Chút lấy cái gì? Tiếp tục câu số 4. Sukhumo do cái từ Sukhuma. Sukhuma có nghĩa là nhỏ vi tế. Nhỏ vi tế được đứng làm chủ cách ha số ít. Bathama ekawachana vipatti. Nhỏ vi tế. Cái gì nhỏ vi tế? Racho. Racho đây là một danh từ nam tính. O karanta pumlinga. Racho có nghĩa là bụi bặm, nhỏ vi tế. Là gì nữa? Bati hòa tăng. Bati là ngược lại ha. Hòa tăng do ta ta. Hòa ta nó là một danh từ nam tính. Akranta cung linh gá. Và chữ hòa ta này chia theo đối cách số ít. Đối tỷ giao pháp tiên nghe có quá trình á. Cho nên hòa ta biến thành hòa tăng. Hòa tăng có nghĩa là gió. Bất tí hòa tăng là ngược gió. Ngược gió. Và ngược gió này làm gì đây? Giống như chỉ hòa cũng do cái từ ý hòa. Ví như hả? Ví như ngược gió. Tự như bụi bặm ngược gió. Rồi làm gì? Khít tô. Khít tô là tung ra. Do cái động từ khiếp bạch tí tung ra vẫn đứng làm chủ từ ha. Vậy thì câu này, hai câu này bổ sung cho nhau. Tâm mê quá ba lần bất chề tí ba bằng số khúc mồ lá trù bất tí hòa tầng quá khiếp tồ. Cái điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, ví như bụi bặm được tung ra được chiều gió ha. Xin lặp lại câu 3, câu 4. Cái điều xấu xa quay về chính kẻ ấy,
ví như bụi bặm được tung ra ngược chiều gió. Câu Phật ngôn 125 nói lên ý nghĩa vết nhơ bôi nhọ người không bị ô nhiễm, người trong sạch không vết nhơ. Cái điều xấu xa quay về chính kẻ ngu ấy, ví như bụi bặm được tung ra ngược chiều gió. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng, bụi mù tung ngược gió luồn, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Sống đời đạo hạnh thiêng liêng, nếu ai hiểm hại không điên cũng cuồng, bụi mù tung ngược gió luồn, khổ đau dội lại bằng muôn bằng ngàn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Hai người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Rồi bây giờ còn 16 phút chúng ta nghe duyên sự ha. Mình chào Sư Sukha và Đức Cha vừa đến với Pháp hội. Lâu quá mà gặp lại. Câu Phật ngôn 125 nói lên vấn đề một người thợ săn tên là Cù Cát. Và duyên sự này được Đức Phật thuyết ra tại chùa Kiều Viên. Một rạng sáng hôm nọ, có một tên thợ săn tên Cù Cát mang cung tên và dẫn theo bầy chó đi vào trong rừng. Trên đường đi, anh ta gặp một vị tỳ khưu đầu đà, tức là cái vị này thường ở trong rừng á, hoặc là dưới gốc cây. Thì gặp vị tỳ khưu này buổi sáng sớm đi khất thực. Khi mà đang đi khất thực như vậy thì anh chàng thợ săn này gặp, tự nhiên nổi khùng lên và nói thầm: ta gặp cái đồ xui xẻo, chắc bữa nay không được cái gì hết. Tức là gặp mà thầy chùa mà đi khất thực như vậy, người ta hay dùng cái từ là gặp cái ông mày á, mà nói hôm nay gặp người xui xẻo. Còn cái vị tỳ khưu mà đi vào khất thực thì sau khi thọ thực xong thì trở về cái chỗ ngủ của mình. Cái tên thầy săn này đi loanh quanh trong rừng, đi suốt cả một buổi sáng chẳng được cái gì hết, rồi đi trở về gặp lại vị tỳ khưu này. Anh ta đã dặn sẵn rồi, có thành kiến rồi, bây giờ lại dặn thêm: hôm nay gặp cái đồ xui xẻo này mà ta đi vào rừng không có săn được một con thú nào hết, bây giờ trở về cũng gặp tứ thứ kỳ đà cả mũi này nữa, ta sẽ xịt cho mấy con chó này rượt cắn nó mới được. Rồi anh ta ra hiệu lệnh thả chó ra. Vị tỳ khưu vang lên: đừng có làm vậy, đừng có làm vậy, ôm thiện nam. Nhưng mà anh chàng này đâu có thiện tâm gì đâu mà gọi là thiện nam. Cái người thợ săn này mới nói rằng: hôm nay ta xuất hành bị mi cắn mũi, ta săn không có cú nào hết, bây giờ trở về lại bị mi cắn mũi nữa, cho nên ta phải xịt chó cắn rồi chết mi mới được. Nói rồi thì ông ta ra hiệu cho đàn chó nó sốc lại. Vị tỳ khưu lật đật tránh những con chó bằng cách trèo lên một cái nhánh cây khỏi đầu người, trèo những cành cây đó để ngồi tránh chó. Đàn chó nó bao vây quanh gốc cây. Tên thợ săn Cù Cát thì đến và nói: dầu mi cứ trèo lên cây, mi cũng thoát khỏi tay của ta. Anh ta mới cầm cây cung bắn một mũi tên vào gốc chân của vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu mới van xin: ông đừng có làm vậy, ông đừng có làm vậy. Người thợ săn bất chấp lời van xin của này, tiếp tục bắn tên. Vị tỳ khưu trúng tên ở gốc chân,
và rút cái chân lên, và chân kia thì phải thòng xuống đạp để lấy mũi tên ra. À, mũi tên, cái tên tại sao này nó nhắm cái chân đó, nó bắn thành mũi nữa, không đếm xỉa gì đến cái sự quan sinh của người tu hành khổ hạnh. Tên rằng bắn trúng cả hai gốc chân của vị tỳ kheo đầu đà. Vị này cảm thấy trong mình nóng như lửa đốt và bị thọ khổ quá mạnh. Vị này không giữ được chánh niệm, cho nên vô ý để dứt y cái đầu của cá thợ săn cuộc cá và trùng luôn vào mình của ông ta. Vì chó tưởng là vị tỳ kheo trên cây té xuống, nó áp lại cúi đầu gục chết y, kéo lôi chủ của mình và cắn xé đến tận xương. Khi mà nạn nhân đã chết rồi, đàn chó chui ra đứng ngoài y. Khi đó thì vị tỳ kheo bẻ một nhánh cây khô liền xuống. Đàn chó nhìn thấy vị tỳ kheo biết rằng mình đã cắn lầm chủ của mình, cho nên nó sợ bị đập, bỏ chạy hết vào trong rừng. Vị tỳ kheo mới khởi tâm ái nói: tại cái y này nè, bao trùm lên đầu của nó, khiến cho anh ta bị cắn chết. Vậy thì cái giới của ta có được trong sạch hay không? Vị tỳ kheo tụt xuống đất, rồi đi về đảnh lễ Đức Phật, thuật lại sự việc từ đầu đến cuối. Bạch ngài, vì lá y của con rơi xuống mà ông thợ săn bị chó cắn chết, không biết giới của con có còn trong sạch hay không? Không biết phạm hạnh của con có còn tồn tại hay không? Sau khi nghe những câu chuyện của vị tỳ kheo, Đức Phật mới giải thích: này tỳ kheo, giới của ngươi vẫn còn lành mạnh, vẫn còn trong sạch, phạm hạnh của ngươi vẫn có như thường. Kẻ làm hại người vô tội thì phải gặp sự tai họa. Không những bây giờ giả tệ sang bị như thế, mà trong quá khứ sau khi hại những người vô tội cũng bị thọ hại như thế. Và Đức Phật đã nói lên bổ sanh như sau: trong thời quá khứ có một cái ông y sĩ đi khắp làng mạc để hành nghề, nhưng mà không kiếm được việc gì để mà làm, cho nên bụng đói. Ông đi ra khỏi công làng, thấy nhiều đứa trẻ chơi thì nghĩ thầm: cho rắn nó cắn mấy đứa nhỏ này, rồi ta cho thuốc chữa, như vậy thì ta mới có cơm ăn. Rồi ông ta kêu lũ trẻ lại, chỉ cho chúng thấy một cái con rắn nằm trong một cây, thò cái đầu ra ngoài. Bạch ngài nói rằng: này các em, có một con cưỡng ở trong cái bụng cây kìa, nó lọt cái đầu ra kìa, hãy trèo lên bắt nó đi. Khi đó thì một cậu bé lanh tay lẹ chân treo lên chụp được cái cổ con rắn, nắm thật chặt, lôi con rắn ra ngoài bụng cây. Bởi khi nhận biết đó là con rắn thì cậu bé mới kêu rú lên rồi ném rắn. Con rắn rơi ngay cái gã y sĩ lăn bông đó, và con rắn nó quấn quanh cổ ông ta mỗi một cái thật mạnh, khiến ông ta chết liền tại chỗ. Thời săn cô cá trong thiền kiếp cũng từng mưu hại người vô tội, rồi tự mình đi đến chỗ diệt vong là như thế. Sau khi kể tích xưa, Đức Phật chỉ rõ mối liên hệ giữa thiền kiếp và kiếp sống hiện tại, và ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn 125 này. Để đưa câu Phật ngôn này ha. Yo abhadutha-sarasadut-satishut-thasa-bho-sasa-anang-ganasa-tame-va-ba-lang-vat-che-thi-ba-bang-su-ku-mo-ra-cho-va-ti-va-tang-va-khi-to. Hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu. Tưởng như là con giống như con sáo vậy á. Con sáo, con nhồng, con cưỡng cũng là bà con dòng họ nhau. Con cưỡng là con gì? Trời ơi, trên 60 tuổi rồi mà không biết con cưỡng là con gì nữa.
Rồi, như vậy thì qua câu Phật ngôn này là hai người không ác tâm, người thanh tịnh không quế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Khi câu Phật ngôn này chấm dứt thì có vị tỳ kheo mà bị chó cắn, bị bắn tên đó, chứng đắc thân quả là hắn khi nghe hết câu Phật ngôn này. Ở đây đại ý câu Phật ngôn này là cũng như một người đứng phía dưới mà muốn tung bụi lên phía trên gió, thì tự nhiên bụi tung ra sẽ bay ngược trở lại và rơi trên người đó. Khi người nào muốn làm hại một người vô tội chẳng hạn, như là đánh bằng tay, thì tự nhiên người ngu ác ấy trong hiện tại hoặc là cái kiếp vị lai sẽ phải chịu khổ như bị thiêu đốt trong hỏa ngục. Đó là quả vị thục của ác nghiệp mà đã đối xử với những người vô tội, nó dội ngược lại làm cho người ác phải chịu khổ. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng sáng dắt chó đi gặp chặt đầu, thời sang tà kiến tự lo âu, đến trưa chẳng được con diệt cả vì gặp ông sư quyết trả thù, xịt chó rượt nà kẻ tu hành, suy trèo cây nọ để đào xanh, bị tên trúng gót buông y xuống, chó trực thời sang sẽ nát banh vì mình vô ý hại thời sang. Hỏi Phật, như con có tội chăng? Phật bảo, vô tâm thì chẳng tội. Thời sang chết bởi hắn làm nhân. Như vậy thì chúng ta thấy không phải thời kỳ xưa mà thời kỳ bây giờ cũng vậy thôi, mà cá nhân của chúng tôi đã từng bị. Sáng sớm đi công chuyện đi qua một cái, đi bộ nha, đi qua một cái quán cà phê, tự nhiên ở trong quán nháo nháo lên, đánh ông sư đó, đánh ông sư đó. Hết khổ, mình làm gây tội gì, chỗ này cũng lạ lạ, mới đi ngang vẫn đòi ráng đập mình, đánh mình, đi đi nhưng mà liếc liếc dồn dồn thủ thủ, có gì chạy ra lẹ, nó chỉ đánh giật miệng nó cái miệng đánh vậy. Nhưng mà thật sự đâu có tên nào đứng lên, đâu có tên nào chạy ra cầm cây cầm gậy gì đâu. Mình cũng yếu. Rồi quý vị sao ghê quá hả? Nó đánh mình, có nghĩa là đánh số đề. Thấy mình buổi sáng sớm đi ngang qua hôm nay thì chùa xuất hiện vậy, chắc có chuyện gì đó vậy này, cái điềm báo gì đó, hoặc là buổi sáng ngủ dậy, hoặc là khi hôm ngủ nằm mơ thấy gì thì ra cái tiệm cần cái chỗ mà bàn đề cho nên khi em thấy mình đi ngang đánh rồi trời ơi, hay không muốn bỏ chạy, nhưng mà chỉ la cái miệng thôi. Thì như vậy thì hồi xưa người ta không theo Phật giáo thì người ta có thành kiến, người ta không ưa thì nghĩ rằng mấy cái ông chọc đầu á, thì chùa mà đi xin ăn á, là kẻ bần cùng của xã hội, mà họ là tài kiến thì họ nói là gặp là người đầu chọc là xui xẻo. Cho nên gặp là thấy cũng giống như cái người, có những người mà họ quan niệm buổi sáng mà đi ra đường gặp đàn bà là thua, gặp đàn bà là thấy bận đen tới rồi, bữa nay làm ăn không khá nổi. Thì cái anh chàng này cũng vậy, đi sang mà thầy chùa mà ôm mình bác nữa, thấy cũng mưa rồi, nhưng mà để bụng, và nghĩ rằng hôm nay mình đi gặp thầy chùa là thất bại, mà quá, cái này ngẫu nhiên hay tình cờ, anh ta đi suốt từ sáng tới trưa, cũng chẳng được thú nào, trên đường về, thôi, không được gì hết, thì về cho anh sáng. Chứ đường về thì gặp luôn cả ông sư ra nữa. Trời ơi, sáng lại gặp ông ám, bây giờ là kỳ đà cắn mũi nữa. Cái sự thành kiến hận thù tự nhiên ray rứt từ sáng tới giờ.
bây giờ gặp tôi ghét, à, chỉ cho cắn chơi để trả thù mà. Sợ quá, cặp bầy chó thì làm sao, chỉ có chèo con cây trốn thôi. Chèo con cây thì sáng đâu có tha. Mà nhớ cái ông tên là Cô Cá nha, ông thợ săn tên là Cô Cá. Rồi, chèo con cây thì ông lấy tên là bắn lên, bắn cho giờ té xuống, cho chó nó cắn. Nhắm cái chân bắn thì mũi tên nó xuyên qua thịt, cắm vô thân cây, nhùng nhằng như vậy, rút tan cái chân ra, rút cũng được nữa. Thì trong khi vùng vẫy vậy thì y nó tụt xuống, để anh đợi sang anh đứng dưới gốc cây, bị cái y nó phủ chụp cả người. Hồi bà chó nó thấy vàng vàng cả một tấm y như vậy mà tụt xuống, nó phủ lên trên cái người của cái ông thợ săn. Thì anh tưởng ồ rồi con mồi của mình nó rớt xuống rồi, nhào vô nó cắn. Anh ta chỉ ngắt rồi, khi mà cắn chết rồi bà chó nó mới nhìn mặt ông chủ của mình, là một cái xác không hồn, quán hồn quá chạy hết. Qua cái vấn đề đó thì chúng ta thấy là vị tỳ kheo thắc mắc, tại mình nè, tại cái y này nè rớt xuống cái chùm ổng để rồi không bị chó cắn chết như vậy, thì cái giới của mình sao nè, có trong sạch không, phạm hạnh của mình tu tập một tối có bị giảm thiểu gì không, hay là bị đứt, bị lũng, bị ô uế. Trình lên Đức Phật, Ngài mới thuyết câu Phật ngôn 125 này. Và câu Phật ngôn 125, quý vị nhớ tên thợ săn tên là Cô Cá ha. Đó là nhân vật chính, của câu chuyện này. Đó, tên thợ săn là Cô Cá, chỉ có cắn vị tỳ kheo đầu đà. Người ta đâu có chọc kẹo gì đâu. Vậy mà còn quan hô nè. Không ngờ cô tu nữ Tịnh Duyên nè còn quan hô nữa. Quan hô thì chấm dứt hết giờ rồi. Rồi, hại người không ác tâm, người thanh tịnh không uế, tội ác đến kẻ ngu như ngược gió tung bụi. Quý vị thấy câu Phật ngôn này, người ta đấu thù oán gì mình, người ta đường ai nấy đi, vậy mà cũng nối cùng lên sự chó cắn, để rồi cái ác quả nó đến với chính mình. Nhớ câu Phật ngôn này, cái ông đó tên là Cô Cá ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành kết quả rồi hồi trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiện xin oai lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê na sa chê quá chê na so thị vô hố lụ sắc bạc đà. Do lời chân thật này, thiên nhân quả phước lên như tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thà Dạ. Xin phép quý vị, chúng tôi xin được đóng rung nha.